năm giới trọng của người cư sĩ một không sát sanh từ con người cho chí các loại côn trùng nhỏ lớn người phật tử cũng không nên giết hại không nên xui bảo người khác giết hại không nên thấy người khác giết hại mà vui theo hai không trộm cắp tiền bạc châu báu ngọc ngà thức ăn vật uống nhân dân của người nếu người không cho thì không được tự nhiên lấy nếu lấy thành trộm cướp ba không tà dâm người phật tử còn tại gia không được lén lút không được làm việc tà bậy khiến gia đình tan nát bốn không nói dối phải thành thật chuyện có nói có chuyện không nói không nói dối có lợi cho người còn chẳng nói huống là nói dối có lợi cho mình mang hại cho người khác cũng như nói dối có lợi cho phật pháp còn chẳng nói huống là nói dối làm mất uy tín Phật Pháp. Người Phật tử tại gia không được nói lời hung dữ, độc ác, không được nói lời chia rẽ, không được nói lời phù phiếm vô nghĩa. Năm, không uống rượu, không được uống các thứ rượu mạnh, nhẹ, không nên hút thuốc lá, thuốc lào và các thứ nghiện ngập khác như trà, cà phê, trầu cao, dân dân. Bốn giới hòa của người cư sĩ thưa quý phật tử thầy xin nhắc lại lục hòa là nền tảng vững chắc cho toàn thể phật tử gồm tu sĩ và cư sĩ gắn chặt lâu bền với nhau để cùng tu cùng sống với người cư sĩ tại gia chỉ thực hiện bốn giới trong lục hòa của phật chế ra để cho cư sĩ và tu sĩ tu tập có một lối sống hòa hợp đoàn kết thương yêu nhau một khẩu hòa không tranh cãi về phần miệng nói bàn luận đều trong tinh thần hòa nhã đạo đức không được dùng lời nói lớn tiếng tranh đua hoặc dùng lời nặng nhẹ chỉ trích nhau hai ý hòa cùng vui phải có tâm ý vui hòa không nên có tâm ý ngang ngạnh chống đối thù hằn nhau nên vui theo tâm ý người, làm theo ý của người khác, nhưng không bị lôi cuốn vào ác pháp. Đó là để rèn luyện hạnh nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng. Ba, có ý kiến hay cùng giảng giải cho nhau nghe, luôn luôn hòa hợp mọi ý kiến với nhau, đem cái hay, lợi ích, giảng giải cho nhau hiểu, cùng tu, cùng học. Bốn giới hòa đồng tu lấy nội quy làm khuôn phép cùng sống như nước với sữa cùng khích lệ sách tấn nhau giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào trên bước đường tu tập ba giới đức nồng cốt của người cư sĩ một nhẫn nhục nhẫn nhục là một đức tính hòa hợp rất tốt người cư sĩ cần nên tu tập rèn luyện để cùng sống trong gia đình và xã hội mà thân tâm được sống yên vui. Hai, tùy thuận. Tùy thuận là một đức tính hòa hợp trong gia đình và xã hội, khiến mình và mọi người được an vui thanh thản, vì vậy cần phải cố gắng giữ gìn, tu tập và rèn luyện. Ba, bằng lòng. Bằng lòng là một đức tính buông xả rất tốt mà người cư sĩ cần phải giữ gìn, tu tập và rèn luyện, để cho cuộc sống có thân tâm bình an thanh thản ba giới hạnh nồng cốt của người cư sĩ với người cư sĩ trong ngày thọ bác quan trai giới cần phải thực hiện nghiêm chỉnh trong ba giới hạnh này ba giới hạnh này sẽ mang đến sự giải thoát càng rõ nét hơn ở thân tâm quý vị một ăn ngày ăn một bữa vào giữa trưa từ 10 giờ đến 12 giờ. Ngoài giờ đó, nếu ăn uống là phi thời. Người cư sĩ trong ngày thọ bác quan trai thà chết chứ không ăn uống phi thời. Ăn uống phi thời là ăn uống không điều độ. Ăn uống không điều độ, cơ thể dễ sinh bệnh tật. Hai, Ngủ Người cư sĩ thọ bác quan trai phải tập ít ngủ ngủ nhiều sinh lười biếng mê muội hôn ám ngủ phải đúng giờ giấc ngủ không đúng giờ giấc là ngủ phi thời ngủ phi thời là ngủ không điều độ ba độc cư người cư sĩ thọ bát quan trai cần phải sống một mình sống một mình là sống cho mình sống đời sống nội tâm sống đời sống nội tâm là phải sống phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý nhờ đó tâm không bị phân tán nhờ đó tu tập thiền định mới được dễ dàng vậy người cư sĩ thọ bác quan trai phải hạn chế đi lại không được nói chuyện phù phiếm với bạn bè không được nói chuyện chính trị không được bàn chuyện giặc giả trộm cướp vân dân. khi cần thiết chỉ thưa hỏi pháp tu tập với thầy không được hỏi bất cứ một người nào vì hỏi là làm động người khác oai nghi tế hạnh của người cư sĩ thọ bát quan trai người cư sĩ thọ bát quan trai giới cần phải giữ gìn oai nghi tế hạnh đi đứng nằm ngồi ăn mặc và nói chuyện phải đúng tư cách của người đệ tử chân chính của đạo phật một đi khi đi phải luôn luôn phòng hộ sáu căn hai mắt phải nhìn xuống bước đi không được ngó qua ngó lại không được liếc xéo liếc ngang phải đi nhẹ nhàng khoan thai không được chạy nhảy lăng xăng không được hấp tấp vội vàng không được đi song song với người khác phái không được vừa đi vừa nói chuyện hoặc cười ầm ĩ ngoài phố đông người hai đứng đứng phải lựa nơi phù hợp tránh chỗ đông người tránh chỗ có người khác phái tránh chỗ đánh lộn tránh chỗ có người say rượu tránh chỗ có tranh ảnh khỏa thân ba nằm nằm phải lựa nơi chốn phù hợp không được nằm trên giường chổng chổng treo của người khác phái của người già của người bệnh và của trẻ em không được nằm ngửa nằm sấp nằm co không được nằm tréo chân gác đùi hoặc nằm một chân duỗi một chân co mà phải nằm nghiêng theo kiểu kiết tường như tượng Phật Niết Bàn. Không được đụng đâu nằm đó, không biết bẩn sạch, không được nằm trong giường, trong thất của người khác, nhất là người khác phái. 4. Ngồi Ngồi phải lựa nơi trốn phù hợp, không được ngồi trên ghế tréo chân, không được ngồi gác chân lên bàn, không được ngồi lúc lắc chân, không được đụng đâu ngồi đó mà không biết bẩn sạch, không được ngồi bó gối, ngồi chồm hổm, không được ngồi gần người khác phái, ngồi chung ghế với người khác phái, ngồi chỗ vắng vẻ với người khác phái. Năm, ăn. Khi thọ thực phải ăn mặc tề chỉnh, phải ngồi xếp bằng ngay thẳng, phải thành tâm mặt điểm cúng dân chư Phật, tổ tiên, ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp và phải hết lòng biết ơn người đàn na thí chủ làm bằng mồ hôi nước mắt mới có thực phẩm này. Ăn phải giữ gìn im lặng, không được nói chuyện hay cười đùa trong bữa ăn không được khua chén khua bát trong bữa ăn không được la hét làm ồn náo trong bữa ăn ăn không được nhai ngấu nghiến miếng này chưa ăn xong lại ăn miếng khác phải ăn uống nhẹ nhàng êm ái không được lật đật vội vàng mà phải ăn từ tốn khoan thai trước khi ăn phải xá phật xá tổ sau khi ăn xong cũng phải xá phật xá tổ trước khi ăn cũng phải xá chào nhau để tỏ lòng tôn kính nhau để diệt ngã tâm ganh tị ích kỷ nhỏ nhen của mình sáu mặt y áo phải được ngay thẳng tề chỉnh không được xốc xếp, nút trên gài khuy dưới không được để hở cổ mặc y áo phải sạch sẽ không được để dơ bẩn hôi ám y áo không được giò nát dắt ngang dắt dọc mà phải được xếp ngay ngắn cất có nơi có chốn người cư sĩ phật tử đã theo đạo phật không được ở trần bày lưng bày ngực và bụng phải ăn mặc kín đáo dù trời có nóng bức vẫn phải giữ gìn người cư sĩ phật tử tiểu tiện phải ở chỗ kín đáo phải ngồi xuống không được đứng không được đụng đâu tiểu đó người cư sĩ phật tử khi tắm sông suối hồ ao vân vân dù là nơi vắng vẻ cũng phải ăn mặc kín đáo mới tắm không được trần truồng tắm giặt như người thế gian bảy nói lời nói rất quan trọng khi nói ra là một điều rất tai hại người xưa dạy quả tùng khổ nhập tai họa do khẩu mà ra lời nói dễ làm khổ mình khổ người nên phải dè dặt cẩn thận lời nói vì thế người cư sĩ đệ tử phật cần phải tập ít lời nói ra phải suy nghĩ cho thật kỹ không được dùng lời nói thô lỗ tục tằng không được dùng những lời nói hung dữ trù ẻo thề thốt không được tranh luận hơn thua với ai dù vì bất cứ một việc gì không được chỉ trích khen chê tôn giáo này tôn giáo khác khi mình chưa tu tập tới nơi không được chỉ trích pháp môn này pháp môn khác khi mình tu tập chưa tới nơi không được đem giáo pháp của phật ra thuyết giảng không đúng chỗ nói phải lựa lời mà nói nói không được cướp lời người khác nói không được tranh cãi phải ôn tồn nhã nhặn từ tốn êm dịu nhẹ nhàng trong khi thọ bát quan trai giới chỉ khi cần thiết mới thưa hỏi về sự tu tập kết luận những oai nghi tế hạnh vì lợi ích chung cho chúng sanh vì thắp sáng lại ngọn đèn chánh pháp của phật và cũng vì sự giải thoát sanh tử của kiếp người nên chúng ta người phật tử chân chánh của đạo phật phải hết sức giữ gìn những oai nghi tế hạnh để tu tập cho ngày mỗi tốt hơn trong những oai nghi tế hạnh chúng ta luôn luôn phải nhớ một tỉnh giác ý tứ từng hành động mắt tai mũi miệng thân ý hai để phòng hộ tránh ngoại duyên cám dỗ ba để tránh mọi sự xảy ra khen chê chỉ trích của miệng đời khiến tâm bất an bốn để cho tâm không bị phân tán tu hành thiền định dễ dàng năm để tạo duyên tốt cho những phật tử khác có duyên với chánh pháp đó là những cách thức thân giáo độ chúng sanh đền đáp ơn phật tổ ơn sinh thành dưỡng dục ơn đàn na thí chủ vì thế ai vi phạm oai ghi tế hạnh cũng được xem là vi phạm kỷ luật tập thể phải góp ý cho họ sửa những lỗi lầm tóm lại những quy định này là một kỷ luật tự nguyện tự giác là nhu cầu thiết yếu để bảo vệ sự tu hành an ổn của những người phật tử